thực ra là dòng túi nào cũng có thể tạo được cái khe khít, nhưng mà không hiểu sao là ở Việt Nam mình các chị em lại thích cái khe này nó bé này. Thì đấy là tôi cũng thấy là tò mò các chị em, tôi thích không? Nó khít, nhưng nhiều khi khít quá lại không tự nhiên đâu, nó khít quá không tự nhiên đâu. Mà đặc biệt là khi mà làm quá khít ấy, có trường hợp quá khít ấy, chúng ta phải tách cái cơ ấy tương đối nhiều, làm giảm đi cái chức năng của vận động của vùng cơ ngực. Ở nước ngoài thì không như vậy ấy. Các khách hàng phụ nữ nước ngoài thì họ sẽ không để ý quá những cái khe ở mức độ vừa phải tự nhiên là họ thích rồi. Nhưng ở Việt Nam mình các chị em cứ thích sát khe ấy. Thì thôi, ở đâu thì chúng ta theo ở đấy. Để mà có một cái khe đẹp ấy, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là phụ thuộc vào cái giải phẫu sẵn có nhà. Có những người lồng rất là rộng và cái xương ức cũng nó rất là rộng. Thì chính vì thế nên là rất khó mà để tạo thành cái khe nó bé. Nhưng đổi lại có những chị em lại lồng cái khe như này. Đấy, và cái phần này nó có một cái độ lõm sẵn rồi. Thì như thế tạo khe rất là dễ. À, và hơn nữa phụ thuộc cái độ dày cơ ngực này. Cái cơ ngực nó bám từ phần đầu tiên của cánh tay xuống tới cái vùng xương ức, vùng phần xương sườn ấy. Thì cái cơ ngực mà càng dày ấy, thì cái việc mà tạo khe nó lại càng khó khăn hơn. Đó. Chính vì thế nên là cái yếu tố giải phẫu khách hàng là một trong yếu tố quan trọng. Yếu tố thứ hai đó là yếu tố túi độ. Đấy, câu hỏi mới liên quan đến yếu tố túi độ, nó chọn túi độ nào thì sát khe. Những cái túi độ có đường kính rộng ấy, những túi độ có đường kính rộng ấy, thì nó sẽ bao quát nhiều cái bề mặt của lồng cơ thì tạo thành cái khe nó sẽ hẹp hơn. Đấy. Còn những cái túi có độ nhô cao ấy, độ nhô cao từ đáy tới đỉnh ấy. Đấy, ví dụ như cái túi này, hai cái túi này thì mọi người nhìn nhé. Nếu mà nhìn sẽ thấy là cái túi bên tay trái này có độ nhô cao hơn và túi này có độ nhô ít hơn. Cái độ nhô ít hơn thì hiển nhiên là cái đường kính nó sẽ rộng hơn, và đường kính rộng hơn thì bao quát nhiều cái lồng hơn thì cái khe nó sẽ sát hơn. Đấy là cái đặc điểm nữa mà vẫn ảnh hưởng đến cái vấn đề tạo khe là cái túi độ. Và cái yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến cái việc có nhiều khe hay không, đó là cái quá trình bóc tách của bác sĩ. Nếu mà cái túi độ mình đã chọn chuẩn rồi và cái lồng của khách hàng cũng đã hợp lý rồi để tạo khe rồi thì sao mà khe nó cứ sai nhau? Vì là có thể bác sĩ không để ý, hoặc là do kinh nghiệm bác sĩ bóc tách nó ra phía ngoài nách nhiều quá thì túi độ nó sẽ trôi ra ngoài, trong khi đó cái phần mà mình cần đó là cái phần sắt và vùng khe. Đây chính là ba yếu tố mà ảnh hưởng đến cái việc mà cái khe của khách hàng có được gần hay không.